Hôm nay ngày 1 tháng 7 năm 2024, luật căn cước có hiệu lực thi hành. Cùng với các địa phương trên cả nước, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Hưng Yên và Công an 10 huyện thị xã thành phố đã đồng loạt triển khai cấp thẻ căn cước cho 3 nhóm: trẻ từ 0 đến 6 tuổi, từ 6 đến 14 tuổi và từ 14 tuổi trở lên, và chứng nhận căn cước cho người Việt Nam chưa xác định được quốc tịch. Luật căn cước có hiệu lực giúp hoàn thiện pháp luật, đáp ứng thực tiễn về quản lý dân cư, cải cách hành chính, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số và phục vụ tốt hơn cho người dân doanh nghiệp. Luật căn cước có 10 điểm mới. Những điểm mới quan trọng của luật là việc đổi thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước, mở rộng đối tượng được thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước cho công dân từ 0 đến dưới 6 tuổi, từ 6 đến dưới 14 tuổi, từ 14 tuổi trở lên và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Để đảm bảo công tác thu nhận hồ sơ căn cước được tiến hành thuận lợi tại khu vực tiếp công dân, Công an tỉnh Hưng Yên và Công an các huyện, thị xã, thành phố đã bố trí cán bộ làm công tác thu nhận hồ sơ căn cước, đồng thời niêm yết và đăng tải quy trình, thủ tục cấp căn cước tại nơi tiếp dân và trên trang thông tin điện tử Công an tỉnh, Công an cấp huyện, đảm bảo công khai, minh bạch.